Hey, xin chào các bạn. Ở video này anh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Git và giới thiệu cho các bạn những câu lệnh command của Git để chúng ta có thể sử dụng nó trong quá trình các bạn làm dự án. Đó, thì các bạn biết là Git là một trong những công cụ quản lý source code phổ biến nhất hiện nay và thông thường thì các bạn sẽ nghe nhiều đến GitHub. Đó, và ở video này thì anh cũng sẽ hướng dẫn các bạn quản lý source code ở trên GitHub. Với GitHub được chưa các bạn? Thì để bắt đầu với cái video này thì các bạn hãy đảm bảo là hãy đăng ký cho anh một cái tài khoản ở trên GitHub, sau đó các bạn đăng nhập vào, được chưa? Thì sau khi mà các bạn đăng nhập vào GitHub, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có phần thông tin profile user như thế này. Thì trước tiên các bạn vào phần profile này và các bạn vào phần setting, được chưa? Phần setting này chúng ta sẽ làm gì đây? Thì ở phần setting này chúng ta sẽ add thêm một cái SSH key. Thì SSH key nó là cái gì? Nó chính là một cái key bảo mật. Nó sẽ giúp cho chúng ta connect được giữa máy của các bạn với thằng GitHub. Có nghĩa là nó là một cái trung gian để mà kết nối giữa thằng GitHub với máy của chúng ta. Để khi các bạn push code lên từ dưới máy của các bạn lên trên GitHub thì các bạn sẽ không bị hỏi là phải đăng nhập password các thứ nữa. Có nghĩa là nó sẽ dựa vào cái key này để nó định danh được là các bạn đang put code từ máy nào lên và các bạn đã đăng ký cái việc put code đó ở trên GitHub rồi, nên là khi các bạn put thì nó sẽ không hỏi nữa, và mỗi lần các bạn put thì các bạn sẽ không phải làm bất kỳ một việc gì sau khi mà các bạn đăng ký cái SSH key này. Thì cái SSH key này chúng ta sẽ lấy ở đâu? Thì đối với những bạn dùng Windows hay là những bạn dùng Linux thì nó cũng sẽ như nhau thôi. Chúng ta mở CMD của Windows lên như thế này. Các bạn mở CMD lên. Đó, giả sử mình mở đây như thế này. Đó, các bạn có thể nhấn Ctrl và quay cái con chuột này để zoom lớn cái màn hình lên như thế này. Đó, các bạn có thể ở cái phần con chuột có cái quay này này. Đó, thì các bạn zoom lên như thế này, nhấn Ctrl nhé. Sau đó các bạn gõ SSH key như thế này, key gen. Thì ngay lập tức nó sẽ generate ra cho chúng ta một cái public key và private key. Thì đối với những bạn mà đã từng generate key rồi thì bây giờ nó sẽ hỏi là có override không. Giả sử trong trường hợp này anh sẽ override thì anh nhấn Z. Đó, và enter. Đó, thì sau khi các bạn enter xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được cái màn hình như thế này. Và ở đây nó sẽ show ra cho chúng ta cái đường dẫn. Đường dẫn là gì? Nó sẽ show ra đường dẫn của cái file public key. Thì cái mà chúng ta cần là chúng ta lấy ra cái file public key này để chúng ta gửi nó đăng ký với thằng GitHub, được chưa? Thì thư mục của anh đang là ổ C user và tên máy của các bạn nhé. Đây ví dụ cụ thể là Suntec, thì anh sẽ vào như sau này. Đó, ổ C này, user này, Suntec này. Các bạn nhìn thấy thư mục .ssh không? Đó, chúng ta vào đây và các bạn sẽ nhìn thấy cái file pub này. File .pub nha các bạn nhé. Đây. Đó, thì có những bạn vào đây các bạn không nhìn thấy đuôi file là .pub thì các bạn phải config lại một chút đối với Windows. Đây, bình thường các bạn vào ấy thì các bạn sẽ vào phần view của thư mục này này, vào option này. Đó, vào phần view thì một số bạn nó sẽ không nhìn thấy cái file đó vì ở đây nó sẽ đang có hai cái tích này, ví dụ anh apply này thì các bạn nhìn thấy hai file này này, các bạn sẽ không nhìn thấy cái đuôi là .pub, nhưng các bạn bỏ cái này đi cho anh. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy file .pub, được chưa? Và các bạn mở nó bằng Sublime Text hoặc bằng cái gì đó. Ok chưa? Anh sẽ mở bằng cái này. Chúng ta Ctrl A, copy toàn bộ cái mã này. Và lên đây chúng ta sẽ nhấn vào New SSH này. Đó, chúng ta paste nó vào, Ctrl V vào, được chưa? Và đây ví dụ chúng ta đặt một cái tên ví dụ như là Windows My Computer. Đó, giả sử sau này các bạn lấy cái key gen này ở rất nhiều máy khác nhau thì các bạn đặt để các bạn nhớ đó, dễ quản lý. Sau đó các bạn nhấn Add. Đó, thì nó sẽ hỏi mật khẩu các bạn nhé. Đây, thì anh sẽ nhập mật khẩu vào. Đó, sau khi các bạn nhập mật khẩu thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã add được cái SSH key của chúng ta vào. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta có thể làm việc với Git đây?
Thì đầu tiên chúng ta ở dưới local, chúng ta nói ở dưới local trước. Đây, anh sẽ tạo ra một cái thư mục và chúng ta tạm gọi đây là project của chúng ta đi. Đó, đây là thư mục project của chúng ta. Được chưa? Anh tạo một cái thư mục ở đây. Được chưa các bạn? Và anh mở Sublime Text lên. Anh sẽ đưa cái thư mục này vào trong Sublime Text. Đó, project như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Thì công việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta sẽ mở cái thư mục này lên. Các bạn kích chuột phải này. Các bạn nhìn thấy cái terminal này là terminal mặc định của thằng Laravel các bạn nhé. Đây. Được chưa? Còn terminal này là terminal của thằng Git mà các bạn cài. Đó, thì ở đây các bạn có thể sử dụng một trong hai. Anh sử dụng terminal của Laravel. Được chưa? Các bạn có thể nhấn Ctrl và nhấn cái và xoay trượt cái con lăn ở trên chuột ấy, thì nó sẽ zoom lên zoom xuống như thế này. Thì chúng ta có thể zoom lên to một chút để các bạn nhìn thấy. Ok chưa? Đó. Thì câu lệnh đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng đối với thằng Git khi mà các bạn tạo mới một project thì chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ nốt các câu lệnh vào trong document này để các bạn có thể theo dõi. Thì câu lệnh đầu tiên, step đầu tiên đó là các bạn init cho anh. Git init. Đó, thì câu lệnh này nó sẽ giúp cho chúng ta là khởi tạo repo ở dưới local. Repo dưới local, tức là dưới máy của các bạn đấy. Repo là gì? Nó là viết tắt của repository, tức là cái nơi mà chứa code. Thì cụ thể ở đây nó chính là cái thư mục project này, sẽ là nơi chứa code của các bạn. Đây, để chứa các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ git init như thế này. Đó. Thì sau khi các bạn chạy git init thì nó sẽ báo như thế này, kệ nó nghe chưa? Nó sẽ báo là chúng ta sẽ config brand name mặc định này. Thì các bạn không cần phải làm việc này, được chưa? Thì mặc định nó sẽ là brand name sẽ là master. Thì brand name đó là gì? Brand name nó là chính là các nhánh để sau này các bạn sẽ làm việc. Ví dụ như sau này các bạn làm việc trong một dự án và các bạn sẽ có rất nhiều các task khác nhau. Thì ở từng task khác nhau các bạn sẽ tạo từng cái nhánh khác nhau. Đó, và cụ thể như thế nào thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Được chưa? Đó, sau khi mà các bạn tạo git init thì các bạn xem ở trong cái thư mục này này, trong thư mục project của bạn, các bạn nó sẽ phát sinh thêm một cái thư mục là .git. Cái này các bạn không được xóa nhé, thì các bạn cứ để mặc định nó ở trong đây. Được chưa? Ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ thử sử dụng công lệnh git status để chúng ta xem trạng thái của repo này nó như thế nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là trạng thái là nó đang chưa có commit nào và nhánh mặc định nó là master. Đó, ok chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một cái nhánh mới. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng là git checkout -b. Thì anh sẽ để là develop. Thì nhánh mới này của chúng ta nó sẽ là nhánh tên là develop. Thì cái câu lệnh này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một nhánh mới có tên là develop. Được chưa các bạn? Tạo nhánh mới này, mới có tên là develop. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ thử luôn. Chúng ta đang đứng ở master này, chúng ta git checkout -b develop. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là nó switch sang develop này. Được chưa? Ở trong develop chúng ta đang có file MD như thế này. Thì làm thế nào để chúng ta có thể đưa được cái file này lên trên môi trường GitHub? Được chưa? Thì để đưa được nó lên thì việc đầu tiên các bạn sẽ phải đó chính là commit code. Thì các bạn sử dụng commit code, anh sẽ viết ở đây như thế này. Thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh đó là git commit -m, à git add trước. Đó, git add thì các bạn sẽ add file name, hoặc là các bạn git add chấm, thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là add tất cả các file. Được chưa? Còn cái này là add từng file một. Đó, thì nó khác nhau như thế nào thì lát nữa anh sẽ demo cho các bạn. Đây, ví dụ anh sẽ tạo ra một cái file là index ở trong project này, index.html. Đó, và ở đây anh sẽ để là learn git như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ
Git status này để chúng ta xem là trong trong brand develop lúc này chúng ta đang có hai file là file.md và file index.html. Làm sao để chúng ta có thể đưa được cái code này lên trên thằng GitHub với hai file này? Thì công việc đầu tiên chúng ta sẽ phải add đã. Nếu mà anh add một file thì anh sẽ là document này. Chấm. Đó, được chưa? Thì các bạn git status lại thì lúc này các bạn sẽ thấy nó sẽ có trạng thái khác nhau. Một là cái file mà các bạn vừa add này, git add document.md, nó sẽ có màu xanh như thế này. Đó. Còn cái file màu đỏ này có nghĩa là chúng ta chưa add. Đây này. Được chưa các bạn? Thì lúc này anh sẽ add tiếp cái file index này. Đó, thì lúc này chúng ta git status lên này. Chúng ta chạy git status. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cả hai file nó đã báo là đã change và committed đây này. Với cái hai file đã được add đây. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ làm sao để chúng ta có thể đẩy được nó lên thì chúng ta cần làm thêm một bước nữa, đó là commit. Đây, thì chúng ta sẽ thêm một câu lệnh gọi là git commit -m và bên trong này nó sẽ là message. Message này nó chính là cái mô tả của chúng ta về cái commit này. Ví dụ như các bạn commit là up code lên, hoặc là init project, hoặc là chức năng login chẳng hạn. Ví dụ ở đây anh sẽ git commit. Git commit -m, ví dụ anh để là init project with. Đó, anh giả sử như vậy đi, tức là khởi tạo project. Sau này cái commit này nó sẽ bám theo cái chức năng mà các bạn làm. Được chưa các bạn? Nó sẽ bám theo chức năng của các bạn làm. Chính vì vậy cái nội dung commit nó sẽ gắn liền với cái chức năng đó, để sau này các bạn có thể xem lại và quản lý nó dễ dàng hơn. Ok chưa? Thì câu lệnh của anh là git init như thế này. Thì sau khi mà chúng ta git commit như thế này xong, chúng ta git status lại, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có, nó báo là chúng ta đang ở nhánh develop đó và không có thay đổi nào nữa cả. Rồi, được chưa? Chúng ta commit xong rồi. Giả sử anh đứng từ develop, anh tạo ra một nhánh mới, git checkout-b là giúp chúng ta tạo nhánh mới, đúng không? Đây, anh sẽ nốt vào đây là để tạo nhánh mới này. Lát nữa anh sẽ nói sau đi. Bây giờ anh sẽ nốt là, ví dụ anh tạo ra một nhánh như là future login. Đó. Ok chưa? Thì lúc này chúng ta thấy là chúng ta đang chuyển sang nhánh mới luôn rồi. Được chưa? Chúng ta đang ở nhánh future. Và cụ thể, nếu các bạn muốn xem danh sách của các nhánh thì các bạn chỉ cần git branch. Đó, các bạn chạy câu lệnh git branch thì các bạn nhìn thấy các nhánh ở đây. Được chưa? Các nhánh. Và cái nhánh mà chúng ta đang đứng ấy, thì nó sẽ có màu xanh này. Đó, sau khi chạy git branch. Được chưa? Ví dụ anh tạo tiếp một, anh muốn check out về nhánh develop, hay nói cách khác là anh đang đứng ở nhánh future login, bây giờ anh muốn chuyển về nhánh develop, thì chúng ta chỉ cần chạy câu lệnh git checkout và không có -b các bạn nhé. Git checkout develop. Đó. Thì lúc này các bạn thấy là chúng ta đã switch được, chuyển được về nhánh develop như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Được chưa? Đó, nếu các bạn muốn về nhánh future thì cũng được thôi. Đây, các bạn sẽ checkout về thằng future. Đó. Được chưa? Và nếu check out về develop thì các bạn chỉ cần check out, các bạn chỉ cần gõ def và nhấn tab là nó sẽ hiểu được, tìm được cái nhánh mà các bạn cần. Đó, được chưa? Thì chúng ta đang ở nhánh develop. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể đẩy được toàn bộ cái code này lên, vì chúng ta đang ở nhánh develop rồi, đúng không? Đó, thì làm sao để chúng ta có thể đẩy được lên đây? Thì đơn giản như sau. Các bạn biết là ở dưới máy thì chúng ta đã tạo ra được cái repo ở trong thư mục chứa code của chúng ta sẽ là thư mục project rồi. Bây giờ chúng ta cũng cần phải tạo ra một cái repo chứa code ở trên GitHub để chứa cái code mà chúng ta sẽ đẩy lên. Được chưa? Nó giống như các bạn làm việc với Google Drive ấy. Ở dưới máy của các bạn có các file, có các folder rồi. Bây giờ các bạn muốn đẩy các file và folder đó ở dưới máy của các bạn lên Google Drive thì các bạn tạo một cái thư mục để các bạn đẩy vào. Thì cái việc tạo repo ở trên GitHub nó cũng tương đương với tạo thư mục ở trên Google Drive, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một thư mục như thế này. Ví dụ anh để là learn git chẳng hạn. Đây, learn git. Đó. Anh để tên repo là như thế này. Và chúng ta có thể để private hoặc là public. Cụ thể ở đây anh sẽ để là public đi. Mà thôi, anh sẽ chuyển nó thành private, có nghĩa là chỉ chúng ta nhìn thấy thôi.
Đó, ok chưa? Sau khi mà các bạn tạo xong repo thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này. Được chưa? Đó, thì công việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải đưa được cái code lên đúng không? Thì chúng ta đã commit rồi. Thì để xem danh sách commit, các bạn có thể xem câu lệnh bằng git log trừ trừ online như thế này. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy danh sách các commit này. Thì ở trong project này chúng ta mới chỉ có một commit có tên là init project, được chưa? Với cái mã commit là cái này. Được chưa các bạn? Và chúng ta đang có hai brand là develop và future login. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta muốn đẩy code lên thì chúng ta sẽ phải làm một cái hành động, đó là add remote. Tức là chúng ta sẽ có bước thứ ba. Đó là bước thứ 4. Đó là chúng ta sẽ add remote. Add remote. Thì mục đích của add remote này là để làm gì? Để chúng ta chỉ định cái đường dẫn mà chúng ta sẽ upload lên, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ định là khi mà up code lên thì chúng ta sẽ up code nó vào repo nào. Thì đây chính là cái link repo ở trên Git. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ chỉ định nó bằng cái câu lệnh như sau. Chúng ta sẽ chạy nó bằng câu lệnh là git remote này. Remote add. Và tên remote chúng ta đặt tên là origin. Origin như thế này. Đó, chúng ta đặt tên nhé. Cái này do chúng ta đặt tên. Và link remote của chúng ta. Đó, như thế này. Ok chưa? Cái link remote này này chính là cái link mà chúng ta biết chỉ định. Được chưa? Và chính là cái này. Các bạn copy ở đây ra. Được chưa các bạn? Sau đó các bạn chạy ở đây như thế này. Git này. Remote s. Đó. Origin. Có nghĩa là tên remote ạ. Và link. Đây. Chúng ta copy link ra. Và paste vào đây. Các bạn Ctrl C ở đây và paste vào nhé. Đây. Paste nó vào. Đó, được chưa? Ok, lúc này chúng ta đã add được remote rồi. Thì chúng ta muốn xem danh sách remote thì chúng ta có thể xem như sau. Đây. Chúng ta có thể xem git remote trừ v. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái remote như thế này. Đó, được chưa? Khi mà các bạn git remote trừ v, các bạn sẽ nhìn thấy cái link git như thế này. Được chưa? Như thế này là chúng ta đã add được remote rồi, với cái tên remote là origin. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chỉ thực hiện put code lên thôi. Thì chúng ta put như thế nào? Chúng ta sẽ put bằng cách là nào, chúng ta sẽ put code. Put code. Thì chúng ta sẽ put bằng câu lệnh là git put. Đó. Origin chính là cái mà các bạn vừa thêm ấy, vừa đặt tên ấy. Thì khi mà các bạn git put origin như thế này thì nó sẽ hiểu là sẽ put lên cái đường dẫn này. Và đường dẫn này chính là cái repo chứa code của các bạn trên GitHub đây. Đây, được chưa? Đó, thì các bạn chỉ cần gõ là git put origin. Đó, và tên nhánh các bạn đang đứng ở đây thì các bạn sẽ, anh sẽ đứng ở develop như thế này. Đó, thì như thế này là anh đang put code lên thằng develop. Được chưa các bạn? Đây, trong thực tế khi làm việc với dự án thì các bạn sẽ không bao giờ được put code trực tiếp lên develop nhé. Đây là anh đang training thôi. Sau anh sẽ nói đến một cái cách khác để chúng ta có thể làm việc với từng nhánh để, và đưa code vào trong develop, chứ không được put trực tiếp như thế này. Vì develop sau này khi mà làm việc với dự án ấy, làm việc teamwork ấy, thì develop nó là một nhánh chung, một nhánh chung để các bạn chứa tất cả code của các thành viên. Được chưa? Đó, sau khi put xong thì các bạn sẽ thấy như thế này. Lúc này quay trở lại đây, quay trở lại GitHub, các bạn load lại này, thì các bạn sẽ nhìn thấy code của các bạn. Đó, và các bạn sẽ nhìn thấy nhánh develop ở đây. Được chưa? Đó, lúc này là các bạn đã đẩy code lên được rồi. Và các bạn nhìn thấy đây. Đó, nó vừa put lên được khoảng 7 phút trước này. Chính là cái commit này này. Được chưa? Chúng ta có commit này cách đây 7 phút. Ok chưa các bạn? Rồi, vậy sau khi mà các bạn đã put được code lên rồi, anh giả sử vậy là chúng ta kết thúc quy trình làm xong task. Làm xong task, giả sử như vậy. Được chưa? Bây giờ nếu các bạn bắt đầu với một task mới, ví dụ như là anh assign cho các bạn một task mới là login đi. Login, login task chẳng hạn. Thì các bạn sẽ bắt đầu làm một task mới như thế nào? Thì công việc đầu tiên đó là nếu các bạn đang
không ở develop thì các bạn sẽ phải check out về develop như thế này. Check out develop. Giả sử anh check out về thằng future đi. Future login. Đó, thì đây là cái nhánh login của chúng ta. Được chưa các bạn? Anh sẽ git status này. Thì ở login nó đang có một cái file nó báo là bị modify, đang bị sửa đấy. Thì các bạn tạm thời git check out chấm như thế này. Đó, để loại bỏ cái modify đó đi. Đây, thì không có gì thay đổi cả. Anh giả sử các bạn đang đứng ở nhánh login. Được chưa? Các bạn đang đứng ở nhánh login. Đó. Thì lúc này các bạn muốn về logout thì các bạn sẽ git check out. À, muốn về nhánh develop thì các bạn về develop bằng check out develop như thế này. Được chưa? Thì lúc này các bạn đang đứng ở nhánh develop này. Đây, ok chưa? Đang đứng ở nhánh develop. Được chưa các bạn? Đây, ok chưa? Và nếu các bạn muốn xóa một nhánh friend này, các bạn muốn xóa một nhánh ở trong git thì các bạn dùng câu lệnh là, anh sẽ nói tiếp đi, các câu lệnh git cơ bản đi. Câu lệnh git cơ bản, trước khi chúng ta làm tag thì anh sẽ nói các câu lệnh, ví dụ như là git friend trừ d rồi tên nhánh, thì cái này nó sẽ là dùng để xóa một nhánh. Xóa một nhánh, được chưa? Đây, ví dụ anh xóa git friend này, trừ d này, future. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó đã xóa cái nhánh này rồi. Bây giờ các bạn chạy lại git friend, các bạn sẽ không nhìn thấy nhánh đó nữa. Đó, ok chưa? Rồi, anh sẽ giải thích một vài câu lệnh. Git check out trừ b tên nhánh. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo mới một nhánh. Tạo mới một nhánh. Được chưa? Và chuyển nhánh luôn. Và chuyển sang nhánh đó. Sang nhánh đó. Đây, anh lấy ví dụ chúng ta đang đứng ở develop. Các bạn git check out trừ b. Ví dụ anh để là future logout. Đây, future này. Logout. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta tạo sang được, chúng ta tạo nhánh mới là future logout và chúng ta chuyển nó tự động, nó sẽ switch và chuyển sang cái nhánh future logout như thế này. Các bạn git brand lên để nhìn thấy danh sách nhánh như thế này. Được chưa? Đó, anh sẽ nốt luôn cái này vào, đó là gì? Chúng ta sẽ có git brand là để xem danh sách nhánh. Danh sách nhánh. Được chưa? Chúng ta sẽ có git check out rồi tên nhánh. Thì câu lệnh này nó sẽ giúp chúng ta là chuyển nhánh. Chuyển nhánh nó giống như các bạn chuyển kênh ở trong TV ấy. Chuyển nhánh. Đây, ví dụ chúng ta đang có nhánh logout này. Giả sử anh tạo thêm một nhánh nữa là login. Login. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có xem danh sách nhánh này. Có 3 nhánh. Được chưa? Và đang ở login. Nếu chúng ta muốn chuyển sang nhánh logout thì chúng ta chỉ cần check out. Không có trừ B nữa các bạn nhé. Sẽ là future đó login, à future logout. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chuyển sang được logout. Được chưa? Nếu các bạn vẫn check out trừ b sang logout như thế này thì nó sẽ báo là các bạn đang ở nhánh logout rồi. Đây, nó sẽ báo một cái câu lệnh, một cái dòng message như thế này, already on future logout rồi. Có nghĩa là các bạn đang ở nhánh này rồi thì không thể check out về nhánh này được nữa. Được chưa? Vì đang ở đây rồi. Ok chưa các bạn? Đó, ví dụ anh check out về develop chẳng hạn. Về develop thì nó sẽ như thế này. Đó, được chưa? Và nếu mà chúng ta muốn xóa nhánh thì chúng ta trừ d, ví dụ như là future logout chẳng hạn. Đó, thì lúc này các bạn xem là nhánh đó đã bị xóa. Rồi, ok chưa? Và khi các bạn xóa nhánh thì code của các bạn sẽ bị mất, nên là chúng ta chỉ xóa nhánh khi mà chúng ta đã làm xong hết tất cả mọi thứ và code đã được mở. Và code đã release rồi. Các bạn hiểu ý anh không? Code đã có ở trên GitHub và release rồi. Được chưa? Tức là các bạn đã hoàn thành và không liên quan, không phải làm bất kỳ một việc gì liên quan đến cái task đó nữa, thì các bạn mới nên xóa nhánh. Bởi vì, và tốt nhất là hạn chế việc xóa nhánh, bởi vì sẽ mất code và không thể lấy lại được. Ok chưa? Đó, thì các bạn nhớ cho anh cái điều đó. Thì đấy là một số câu lệnh cơ bản. Còn để commit code
anh sẽ vẫn nốt lại thôi. Commit code thì chúng ta sẽ là commit git commit trừ m. Okay. Đó, đây sẽ là nội dung của message. Được chưa? Thì cái này nó giúp chúng ta làm gì? Nó sẽ giúp chúng ta commit code. Commit code thì code vẫn ở dưới local các bạn nhé. Commit code thì code của các bạn vẫn dưới local. Nó chưa có ở trên GitHub. Được chưa? Và chỉ khi nào các bạn git put origin tên nhánh nhé, sẽ là brand name tên nhánh, thì lúc này nó mới có code ở trên GitHub. Có nghĩa là khi các bạn put thì code nó mới được đẩy lên trên GitHub. Được chưa các bạn? Đây sẽ là đẩy code lên nhánh. Được chưa? Đẩy code lên nhánh, và lên nhánh nào? Nó chính là tên nhánh này này. Được chưa các bạn? Origin ở đây nó sẽ là tên của cái remote. Và đây chú ý ra, origin là tên remote mà chúng ta đặt. Remote mà chúng ta đặt. Được chưa? Ok chưa các bạn? Vậy thì trước khi add thì chúng ta sẽ trước khi commit thì chúng ta sẽ phải add. Thì add chấm là sẽ add nhiều file cùng một lúc. Cái này là add nhiều file cùng một lúc. Được chưa? Còn git add và file name, đường dẫn của file đấy, thì nó sẽ là add một file một. Add một file. Đó. Thì để commit thì các bạn phải add trước. Đây chú ý này, note này. Để commit này, commit code thì phải add trước. Add trước. Đó. Được chưa? Tiếp theo một câu lệnh nữa đó là git remote add và tên remote. Tên remote. Đó, và thứ hai nữa là link remote. Ring remote thì ở đây chính là cách để chúng ta làm gì? Tạo thêm một remote này, thêm một remote. Được chưa? Thêm mới một remote. Được chưa các bạn? Thì cái tên remote ở đây nó chính là origin, như lúc nãy anh lấy ví dụ đấy. Đây, lúc anh có một cái ví dụ về add remote các bạn nhìn này. Đây, được chưa? Git remote add như thế này. Đó, thì nó sẽ là tên mà chúng ta đặt. Và cái link này chính là link repo của chúng ta, chính là link ở trên này. Đây, sau này các bạn sẽ nhìn thấy nó ở đây. Được chưa? Link repo này. Đó, các bạn nhớ cho anh nhé. Thì đây là cách để chúng ta add một remote. Tạm thời các bạn nhớ cho anh như vậy. Được chưa? Và put code ở đây. Đó, thì anh sẽ đưa cái thứ tự này lên đây. Và đưa hai cái thằng này lên. Đó, được chưa? Trình tự nó sẽ như thế này. Add file commit. Add remote trước. Đó, add file remote và put. Đó, thì đây là những cái câu lệnh cơ bản trước đã, để các bạn nhìn thấy. Được chưa? Rồi, bây giờ anh giả sử khi các bạn làm một chức năng mới, thì khi bắt đầu với một chức năng mới thì các bạn phải đảm bảo là, ví dụ như các bạn nhận một cái task của leader, đó là các bạn làm một chức năng login chẳng hạn, thì các bạn đảm bảo là đang đứng ở develop và các bạn phải pull code mới nhất của develop về. Thì để pull code thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh git pull origin và tên nhánh. Tên nhánh. Được chưa? Cái này là pull code. Pull code mới nhất. Mới nhất của nhánh đó. Nhánh đó. Hay nói cách khác là lấy code về đấy. Được chưa? Kéo code đấy. Pull code. Hay là kéo code về đấy. Kéo code mới nhất của nhánh đó về local, về máy của các bạn ấy. Được chưa? Anh lấy ví dụ. Anh đứng ở đây và anh git pull origin develop như thế này. Đó. Được chưa? Thì code ở develop của anh cũng đang giống với code ở trên develop của GitHub rồi, thì nó sẽ báo như thế này. Có nghĩa là không có gì mới cả. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó, khi mà các bạn đã pull lên về như thế này rồi, nhìn thấy như thế này rồi, thì các bạn mới bắt đầu với chức năng mới, task mới. Cụ thể là chúng ta sẽ bắt đầu với task là login. Thì để bắt đầu với task login, tức là các bạn đi làm chức năng mới, thì các bạn tạo ra một cái nhánh với cái tên là future login như thế này. Đó, được chưa? Thì cái nhánh này của chúng ta đang tồn tại, anh giả sử anh xóa nó đi để chúng ta tạo, sẽ là future trừ d
Future, chúng ta xóa nhánh top in đi. Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta tạo lại. Anh làm từ đầu để cho các bạn hiểu đấy. Đó, thì chúng ta sẽ tạo là future login. Thì khi các bạn đứng từ develop, được chưa? Và các bạn tạo ra nhánh login future như thế này, thì ở nhánh login future nó sẽ lấy toàn bộ code, nó sẽ có toàn bộ code giống như nhánh develop. Được chưa các bạn? Đây, anh check out. Đó, thì lúc này chúng ta chuyển sang future login. Và các bạn nhìn thấy ở đây, code của nó cũng giống như là cái gì? Code của nó ở đây nó sẽ giống như code ở thằng develop, cũng có hai file này. Được chưa? Giả sử ở future login, anh sẽ thêm một file là login.html. Được chưa? Đó, và ví dụ anh để đây là login page. Đó. Hai, giả sử như vậy sẽ là login task, login page như thế này. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ đứng ở đây và chúng ta get status lên. Thì các bạn nhìn thấy chúng ta có hai file thay đổi. Một là file mà chúng ta là, đây là file mới, là file chúng ta add vào. Được chưa? Và đây là file bị modify, có nghĩa là file này chúng ta đang sửa. Đây. Thì file này nó đã có sẵn rồi và chúng ta đang sửa nó, nên là nó sẽ báo là modify. Thì chúng ta sẽ làm tuần tự thôi. Giả sử các bạn đã code xong rồi, bây giờ các bạn muốn đẩy code lên thằng future này, thì các bạn làm từng bước một, đó là git add. Thì các bạn biết là để add file thì chúng ta có hai cách, đúng không? Một là các bạn add từng file một, đây git add và file name. Hai là các bạn git add chấm thì sẽ add tất cả các file, nhiều file cùng lúc. Thì ở đây có hai file thì chúng ta sẽ add cả hai file, thì anh sẽ sử dụng git add như thế này chấm, thì nó sẽ add nhiều file cùng một lúc. Sau khi add xong thì các file sẽ có màu xanh như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi mà git add rồi thì chúng ta mới sử dụng git commit, commit trừ m như thế này. Ví dụ anh để là login future, có nghĩa là chúng ta đang làm tính năng login đấy. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Chúng ta sẽ commit lên và chúng ta muốn đẩy code lên thì chúng ta sẽ là git put origin future. Chúng ta không được đẩy code lên develop nhé. Chúng ta chỉ đẩy code lên chính cái nhánh mà chúng ta đang làm thôi. Được chưa? Đó. Thì chúng ta enter. Thì các bạn sẽ thấy lúc này chúng ta sẽ đẩy được code lên. Lên đâu? Chúng ta đẩy được code lên future login. Các bạn vào GitHub này. Các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta có thêm nhánh future login ở đây. Đó. Thì ở nhánh future login với nhánh develop nó khác nhau cái gì? Thì ở future login nó sẽ có thêm file login, và cái document nó sẽ thay đổi, file document nó thay đổi. Còn ở develop thì nó sẽ không có file login và document nó cũng sẽ khác. Đây, cụ thể như thế nào thì anh show cho các bạn xem. Ví dụ bây giờ anh đứng ở đây, anh đứng ở đây và anh check out về develop này. Git check out develop thì hai nhánh này code đang khác nhau. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Thì ở nhánh develop sẽ không có cái gì? Nó sẽ không có file login. Được chưa? Và nếu mà anh check out về future login này, đó, thì nó sẽ có file login. Được chưa? Được chưa các bạn? Đó. Và như anh nói đấy, ở nhánh develop thì chúng ta không được code trực tiếp ở trên đây, chúng ta chỉ để pull code về thôi. Được chưa? Và nhánh develop nó sẽ là nhánh chung chứa code của tất cả các member trong team. Được chưa? Vậy làm thế nào để mà chúng ta có thể lấy được code của tất cả các member trong team vào trong nhánh develop? Thì chúng ta sẽ phải làm một công việc, đó là tạo pull request và merge. Được chưa? Cụ thể ở đây chúng ta đang làm với một chức năng là login. Cụ thể anh lấy ví dụ là giả sử chức năng login này được làm bởi member số 1 chẳng hạn. Một member số 1, đó, một thành viên số 1 ở trong team. Thì chúng ta, ông thành viên số 1 này đã put code lên rồi. Cụ thể là đây. Đó. Thì bây giờ làm sao để đưa được cái code của ông member số 1 về develop? Thì chúng ta sẽ phải tạo pull request bằng cách là các bạn vào đây, vào link pull request và nhấn new pull request này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái nhánh đích. Nhánh đích chính là nhánh develop mà chúng ta muốn đưa code vào. Chúng ta sẽ chọn code từ nhánh nào để đưa vào? Thì chúng ta sẽ chọn code từ nhánh future login như thế này. Đó, được chưa? Sau đó các bạn nhấn create pull request
future login. Ví dụ các bạn đặt tên là, ví dụ như ông Khôi đang làm cái chức năng này đó, và nhận pull request như thế này đó, thì các bạn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ so sánh code giữa thằng future và thằng develop, thì nó chỉ có sự khác nhau như thế này thôi đó. Có nghĩa là đối với future thì future login ấy, thì đối với file document.md các bạn sẽ thấy có một vài cái thay đổi đó, có dấu cộng này, có nghĩa là nó thêm một vài cái dòng này, được chưa đó, và nó thêm một file mới này, được chưa các bạn, thêm một file mới đó. Sau khi mà chúng ta tạo pull request thì các bạn sẽ gửi cái link pull request này cho leader review code các thứ, thì ông leader có thể vào đây và comment, ví dụ như vào đây họ comment các thứ, ví dụ như họ thấy là cái này thừa chẳng hạn, đây cái dòng này không cần thiết thì họ sẽ comment ở đây như thế này, đây ví dụ như là dòng này thừa, dòng này thừa đó, được chưa, thì họ sẽ comment đó, được chưa. Thì khi mà chúng ta muốn xem là leader của các bạn có feedback hay comment như thế nào thì các bạn sẽ vào đây nhìn thấy là có một comment ở đây. Lúc này các bạn sẽ đi sửa code là nó báo là dòng này thừa chẳng hạn. Đó, thì các bạn xóa nó đi. Đó, giả sử các bạn xóa code dòng này đi là đây đang bị thừa, thì các bạn sẽ vào đây xóa. Đây, như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta đang bị comment ở dòng này chẳng hạn. Đây. Đó, làm xong task này thì chúng ta sẽ xóa chỗ làm xong task như thế này. Đó, được chưa? Thậm chí là xóa này đi vì là thừa. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ hit status thì các bạn thấy là có một file đang bị modify, đang sửa, chính là file này. Được chưa? Các bạn add nó vào. Nó vào git commit -m, ví dụ như là fix feedback, feedback cho cái document.md chẳng hạn như vậy. Nó rất, tức là cái message này rất rõ ràng, tức là các bạn mỗi lần commit là các bạn commit cho việc gì, các bạn phải để rõ ràng ra như vậy đó, được chưa. Sau đó các bạn put đó, add commit và put thôi, origin put lên future như thế này đó. Thì sau khi các bạn put xong thì sao, thì các bạn sẽ thấy là lúc này ở trên đây chúng ta sẽ load lại này đó, các bạn sẽ thấy có hai commit rồi đúng không, đó là commit mà các bạn vừa put lên cách đây 22 giây này, được chưa. Và quay trở lại phần convention này, chính là cái phần mà chúng ta đang xử lý, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được update ở đây. Đây, update ở đây, được chưa các bạn. Và nếu mà các bạn fix xong rồi thì các bạn sẽ trả lời đây là đã fix, kiểu như vậy, được chưa. Và sau này leader sẽ đi resolve cái này, được chưa. Đó, giả sử cái pull request này của các bạn đã fix code xong hết rồi, leader thấy ok rồi, thì leader sẽ merge code bằng cách là merge ở đây. Thì khi mà leader merge code ở đây, khi leader merge code ở đây thì các bạn sẽ thấy là lúc này ở develop của chúng ta nó sẽ có code mới của cái nhánh login. Đây, các bạn vào nhánh develop này, các bạn sẽ thấy có xuất hiện thêm file login. Nhưng ở dưới develop, ở dưới máy của các bạn ấy, này các bạn check out về develop dưới máy nhé, thì vẫn chưa có, được chưa? Bởi vì chúng ta mới merge ở trên GitHub thôi, còn dưới develop dưới máy của các bạn thì đang chưa có. Đây, vẫn chưa có login. Làm thế nào để chúng ta lấy code mới nhất của login của thằng develop, thì chúng ta lại pull code thôi, origin develop như thế này. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta pull được code mới nhất từ develop về thì nó sẽ có file login, được chưa các bạn. Đó, thì đấy là cách để chúng ta lấy code mới nhất ở trên develop là pull về. Còn cái việc merge code và tạo pull request kia thì nó sẽ giúp cho chúng ta review code. Đó, leader có thể review code của các bạn đã làm, và leader sẽ merge code của tất cả các thành viên về một nhánh chung, để đảm bảo là dưới máy của các bạn sẽ có một nhánh chung là develop chứa tất cả code của các thành viên, để các bạn có thể chạy được project, được chưa. Đó, thì quy trình nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Các bạn bước sang một task mới thì các bạn lại đứng từ develop và check out sang một task mới, được chưa, và lại làm từng bước, đó là đi làm code, coding các thứ xong xuôi thì các bạn git add, commit, push đó, và tạo pull request gửi đi để review. Đó, quy trình đó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ok chưa các bạn? Thì anh hy vọng là video này các bạn sẽ hiểu hơn về cách quản lý source code với thằng git,
hiểu được quy trình làm việc với Git trong dự án và nhớ được cho anh các câu lệnh mà anh vừa giới thiệu. Ok chưa? Nó sẽ hơi dài một chút, các bạn cố gắng xem và thực hành nó. Thực hành như thế nào? Thì các bạn thực hành làm giống như anh, là các bạn tạo ra một cái thư mục project ở dưới máy của các bạn. Các bạn lên GitHub, các bạn tạo một repo. Và làm thế nào để các bạn có thể đẩy được code từ dưới máy của các bạn lên repo trên GitHub, và các bạn tạo ra nhiều nhánh khác nhau để các bạn đẩy code và merge. Được chưa? Thì có một cái lưu ý ở đây, đó là phần xóa nhánh. Thì các bạn hạn chế việc xóa nhánh, và tốt nhất là không nên xóa nếu không cần thiết. Được chưa? Vì nó sẽ mất code. Và một điểm thứ hai nữa, đó là khi các bạn check out các nhánh khác nhau, thì ở mỗi nhánh code sẽ khác nhau, nên khi các bạn check out thì các bạn sẽ thấy code nó sẽ khác nhau. Được chưa? Đó, nên là chúng ta phải có một nhánh chung để merge code của tất cả các nhánh về một nhánh là develop, là như vậy. Hay nói cách khác là merge code của tất cả các thành viên về một nhánh là develop. Được chưa? Và một điểm thứ ba mà anh muốn lưu ý nữa, đó chính là khi mà các bạn làm việc, các bạn sẽ không được code trực tiếp trên develop, mà các bạn phải code ở trên nhánh của các bạn, và cái nhánh đó sẽ tương đương với cái task mà các bạn đang làm. Ok chưa? Rồi, ok. Thì video này anh sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn.